Đó, 16 tháng 10 dương lịch. Mọi người mừng, ăn mừng gỡ chốt, ăn mừng 20 tháng 10 luôn. Là mấy tháng rồi gia đình em không có được gặp nhau quý vị, mặc dù rất là gần nha quý vị. Nhưng mà thì không bị có chốt, không có đi đâu được trơn. Yeah.